chưa? Cô nhớ sợ con lắm. Chị quay làm gì stop share? Rồi à, chị quay. Công bệnh sao cần phải có quần áo đi okay, em để chị quay. Hello nha, hello bạn nha. Để em nói rồi. Hello chồng, bác Kimmer đến với chàng nhìn vì con gái vì tóc hai nhưng mà thật ra là chị cũng quay, đây đang quay. Hay da, con nào có yêu cầu về ứng xin đi hay đến với shop nam này chấm con đi chứ hả? Shop chấm mì này. Chà. Thầy dạ, con nào có yêu cầu về ứng xin đi hay đến với shop nam này chấm con đi chứ hả? Chứ hả? Y tín chất lượng từ đồng 100% như là ưu đãi như là mua một tặng hai như khuyến khuyến ba rồi con à. Mình tay lễ chấm mi. Chị có quay đâu? Chị có nghe đây nữa. Chán như gì. Chị phải nghe. Em nói là được. Nói ra không chị? Nói để em nói giọng như chị. Thôi chụp đi. Hello, xin chào các em. Chuyên qua đi lại nghiệp. Mình không nghe. Tránh xa cả lít khách đầu xuống chứ bao đi qua. Chúng mình chỉ là gương báo kia. Thầy fan của tao vừa đang không vậy. Nó không biết lòng mình để cả khi ta là phi ra. Cái chúng nó khác còn có sức cơ. Nó muốn là phi ra cho mọi người. Mẹ đi nói khách cho mọi người là người mới xin. Và chúng mình ở phía ở phố kia. Cái chúng chúng mình có những người tao khỏe. Nếu sao tài ai để em hơi cả hai người nói chắc chắn của tao. Thôi! Đừng bấm bên tôi vội. Trời ơi, chị bảo em ấn là cái lúc khác mà. Khi nào chị ấn xong chị mới... Chị chưa kịp làm. Biết ngay mà, mấy cái bọn. Em có làm đâu. Có biết ngay rồi. Em ơi. I like doing crosswords at school at break time. I like doing crosswords at school at break time. Chơi cùng nhau rồi. Thôi đâu mày à? Đâu anh đang học? Cái gì ấy? Em ui được. Chạy đến chạy nước ra.
Nhà chị cũng có rồi, không cần đâu. Bà má là thế nhá. Đừng để đấy măng. Thế thì bắt chết rồi, để chị nước ạ. Mai là tủ. Thì bỏ hết để lên một cái. Rồi. Ăn một nước này có một nước hay sao ạ? Đang quay video. Mình cũng làm số 2 rồi. Ừ. Mày ấy. Mình không đủ á. Mẹ. Mẹ nghỉ. Chúng ta. Nguyên, con để không đủ không? Đúng không sao? Nguyên này không có chỗ gì, bây giờ phải tạo phòng. Điều mãi á. Có sao? Ăn chậm mấy mọi người. Ơi là ăn chậm mày. Mày ăn trước rồi mày. Em muốn ăn cơm. Chưa, để em đọc. Hồi lâu qua từ xíu về đây là chị lúc mấy? Yep, bây giờ chị lên lớp 9. Không, mà lúc từ xíu về đây. Cái... À, đúng rồi, chị lên lớp 4. Lớp 3 lên 4 đấy. Chị á? Ừ. Lớp 4. Bây giờ lúc nó lên là 5 tuổi mà. Đúng rồi, nó 6 tuổi. Đúng rồi, chị 9 tuổi. Chị ơi, thằng này cũng bằng bằng với nó nhưng mà vẫn gọi gọi nó bằng chị. Em vừa ở ngoài kia. À, thằng chị rồi. À, vắng ngoài ăn. Em ra ngoài ăn luôn. Ăn tiếp đi nhá. This is my brother, John Michael. Do you like skating with your friends? Yes.
This is my friend Mary. Stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. It's Mr. Brown. He's my teacher. My mother is 44 years old. Is that Tom's book? What do you like to play at break time? My parents are watching TV in their room. Okay.
My sons are flying kites in the park. Do you like playing blind man's bluff at break time? Trời ơi, sao lại nói chen? Đúng rồi mà sao sai nhỉ? Do you like playing blind man's bluff at break time? Sao thế nhỉ? Lỗi kỹ thuật thôi, cái này chỉ có lỗi kỹ thuật thôi. Chị nói đúng mà sao nó kêu sai thì chỉ có lỗi. Đây chỉ có là lỗi thôi, chứ không phải là sai. Em may, may chị em nhất rồi. Cộng 10 luôn. Chú bao giờ? Cộng 10. Chú bao giờ? Như nào, chị ăn 10. Cộng 10 nhất. Sướng. Ngày ăn rồi. Ui. Đây à, danh hiệu. Chị đang ở danh hiệu. Đây. Ai sao được? Nhưng ai mà như thế này là siêu ấy. Các hủ. Ba sao bốn sao 147 chia 200. Đây nghĩa. Chị đấu lớp 6. Bảo cho nó bỏ xuống đấy. Đừng quá có tuyệt đấy. Ừ, thế như đấm đấy. Em chưa ăn sô-cô-la. Cái này nó còn kia. Quá thơ là mua sô-cô-la. Có chứ đi đâu. Nhầm là nhầm buổi trưa. Ôi đây là khiếp. Thôi đi. Mình hiểu rồi. Chị đang là 800 bao nhiêu rồi? 820 chiến thắng. 1.800 này chắc muốn mang tôi 800 này. Chính là chị có 5 trận thắng. Ngạc đi. Cô là này cái 152. Ui. Thôi, đến lớp 6 mà. Lớp 6. Em không biết quá à. Em cũng biết mà, em không biết đâu. Ui. Đừng bấm enter vội nhá. Bấm đi. Đấy, có hơn như là phần A. Tí A gì. Chị này cần bật nhạc khác. Đi quẩy. Hay lắm. Lớp 6 mà. Sao? Nhưng mà cho em có sao đâu. Lên rồi Winnie. Winnie. À Winnie là trời mưa. Winnie. Ôi tin nhắn Messenger. Tin Messenger. Em biết rồi. Cái này là đạp xe đạp. Hãy
lên. Khác. Em biết rồi, lên thì khác. Em nói rồi. Khi nào chị muốn giải trí, chị cứ ghi là pháp sư game me, hay lắm. Ừ. Chị ơi, nói lại. Mình chết bao nhiêu rồi. Thôi, bấm gọi lên đi. Cái bộ phim lơ. Ờ có. Dạ ơi. Chị cái đấy chị xem cùng với mấy anh chị khác mà. Ờ, các bạn. Dạ ai? Cái bộ phim lơ là ai? Lý. Cái bộ phim lơ là ai? À cái người không nhớ nữa. Sát nhân. Sát nhân được kiếm rồi. Luôn chị. Đấy cũng có trong cái tập phim kia. Nó bị Zen Killer không mẹ. Nó liền nước tiểu về cho nó uống. Ai người ta sống lại luôn. Ở đây có cái thằng nó đi đào mộ thằng cái mặt ngu khối. Chả là thằng không, cái kia là Fox Superman. Nó gọi là nước tiểu độc tử của anh Cương Phi. Là con à anh Cương Phi tự nhiên băng tự trong tay anh là màu xanh. Chị gái em xem em thấy buồn cười ấy. Đã này hết rồi. Hết rồi. Nó bây giờ vừa ra tập 3, ôi, 30 nhé. Ngại gì? Tôi nhận em thôi. Thôi.